Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài V10. Quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2023 và đúng thời điểm này, 36 năm về trước thì tướng Hoàng Kế Minh đã tự sát vì chính nghĩa, tự do, dân chủ. Tuy nhiên, trận chiến đã không thành và hôm nay hậu vệ của những người đó là những người đảng Việt Tân, những người đã tiếp tục tranh đấu trong suốt chẳng những 36 năm mà đã có quá trình tranh đấu từ năm 1975. Hôm nay thì trong một cái không khí rất là ấm cúng, rất là gia đình, bên thân hữu đảng Việt Tân có tổ chức một ngày giỗ, tuy rất nhỏ nhưng mà nó thể hiện tinh thần, nó thể hiện tấm lòng của những người vì một lý tưởng tự do dân chủ mà có mặt trong ngày hôm nay để tưởng niệm lại những bậc anh hùng đã hết mình vì đất nước, vì tự do, vì dân tộc của Việt Nam. Trước mặt chúng tôi là ông Lại Tư Mỹ, là một người đã tham gia rất nhiều chương trình trong cộng đồng, cũng là một thân hữu của đảng Việt Tân, chứ không phải là một đảng viên đảng Việt Tân. Nhưng mà ông luôn lúc nào cũng đồng hành với những sự việc tranh đấu cho Việt Nam. Thì ông, lần đầu tiên thì ông có thể chia sẻ tâm tình của mình trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Trường Giang, cũng như là kính thưa toàn thể quý vị của đài SBTN. Tôi là Lại Tư Mỹ. Tôi là một thân hữu và hàng năm tôi đều được Đảng Việt Tân thân mến mời đến tham dự những cái buổi lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến. Và trong cái buổi lễ ngày hôm nay đó, thưa quý thính giả, mặc dù là cái số người thân hữu chỉ hạn chế thôi, bởi vì không khí vấn đề thời tiết đó, thưa quý thính giả cũng như thưa Trường Giang, cho nên có thể mưa hay là nắng bất cứ lúc nào. Nhưng trong cái không khí trang nghiêm ngày hôm nay thì tôi cảm nhận được anh linh của tướng Hoàng Cơ Minh, cũng như là những vị mà anh hùng Đông Tiến hiện diện với chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là cái giây phút mà vị tướng Hoàng Cơ Minh cũng như là những anh hùng Đông Tiến, và đặc biệt là những hậu duệ của các ngài, những anh em trong đảng Việt Tân, cũng như những thân hữu của chúng ta, đối với tình hình đất nước hôm nay, thì cái ao ước, cái khát vọng mà thay đổi cái thể chế chính trị của xã hội cộng sản Việt Nam thì chưa bao giờ nóng bỏng như ngày hôm nay. Thưa ông, trong cái không khí mà làm giỗ hôm nay đó thì chúng tôi được biết là chỉ mời những người thân hữu trong gia đình để có mặt trong ngày hôm nay để tưởng niệm cũng như là nhớ lại những công ơn mà những anh hùng Đông Tiến đã tranh đấu trong quá khứ. Thì là một người đảng của đảng Việt Tân, ông có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình, cái tâm tình của mình trong lúc này, cũng thời điểm mà ông nhớ lại 36 năm về trước khi tướng Hoàng Cơ Minh phải hy sinh, phải tự sát vì cái mục đích tranh đấu cho dân chủ Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Trường Giang, thưa tất cả quý khán thính giả của đài FPTN, lần này thì nó gần giống như một hai lần về trước trong cái thời đại dịch Covid-19 vừa xảy ra. Thì lần này đó, anh em có cũng dự tính là tại vì có rất nhiều chuyện để làm, anh em có rất nhiều việc để làm, thành ra là anh em có nói với nhau thôi thì lần này đó là mình cố tâm dồn cho cái chuyện đang tranh đấu ở tại quốc nội. Còn cái chuyện mà dỗ của thầy đó, thưa anh, là anh em trong gọi là rất thân thương gọi chứ chủ tịch Hoàng Cơ Minh là thầy, thành ra là thì nói dỗ thầy có lẽ mình là làm đơn giản một tí, không có đơn giản nhưng mà làm sao đó cho tương đối nó có ý nghĩa một chút. Thì lần này được rất là được may mắn là được các anh mà đã từng là những người mà ủng hộ cho cái cơ sở Việt Tân ở Boston rất là nhiều năm mà hôm nay có tới tham dự. Thì cũng như anh đã biết thì đảng Việt Tân đó đã chủ trương ngay từ giờ phút đầu là chủ trương đấu tranh bất bạo động. Nhưng mà có nhiều người lầm tưởng khi thấy trong đoàn quân Đông Tiến có súng đạn thì họ lầm tưởng rằng Việt Tân chủ trương là tranh đấu để cho tranh đấu bằng vũ trang. Nhưng thực tế nó không phải như vậy. Các chiến hữu trên đường Đông Tiến cần phải mang theo một số vũ khí để mà bảo vệ lấy mình, cũng như trên đường đi thì cọp, beo, gấu nó rất là nhiều, cho nên là anh em cần phải mang súng, thì cái đó là cái để bảo vệ. Nhưng mà phải hiểu rằng cái chủ trương lớn nhất của đảng Việt Tân là, như anh thấy, như đồng bào cũng đã thấy, là
cái tên đầu của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, thì cái chữ Canh Tân nó đứng đầu của Đảng Việt Tân, là từ xưa, từ trước khi thành lập là nó như vậy. Cho nên nhìn chung nhìn lại đó, tôi thấy đó, đó lần này đó, như anh cũng như tất cả các đồng bào cũng đã thấy đó, thì hiện nay đó ở trong nước đó, người ta biết tới Việt Tân rất nhiều. Tuy rằng cái lúc mà chiến hữu Hoàng Cơ Minh đi về đó là phải hy sinh tánh mạng, kể cả một số, kể cả một số lớn các chiến hữu để mà bước chân vào Việt Nam, cái quyết tâm là vậy. Thì ngày hôm nay đó, như anh thấy là đảng Việt Tân đã có ở trong nước, mà tất cả đồng bào cũng như là Đảng Cộng sản nó đã từng là hô hào rằng có đảng Việt Tân ở trong nước, mà thực tế là có đảng Việt Tân ở trong nước. Thì đó là một cái bước mà anh em chúng tôi thấy rất là phấn khởi khi mà làm lễ tưởng niệm chiến hữu Hoàng Cơ Minh. Hôm nay là ngày giỗ của tướng Hoàng Cơ Minh. Ông Hoàng Hà là bí thư của khu vực của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ở đây. Thì Trường Giang muốn đặt câu hỏi của ông về vấn đề chiến đấu. Theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể thu hút được nhiều, nhất là những bạn trẻ trong nước, để cùng có chung một cái lý tưởng gì? Lý tưởng tự do dân chủ, mà lý tưởng đó là dân tộc nào có thì đất nước chúng ta sẽ giàu mạnh. Thì ông nghĩ là cái cách như thế nào mà chúng ta có thể thu hút được nhiều người tham gia vào cái đảng phái, thưa ông? Không phải chỉ những đảng Việt Tân mà tất cả các đảng phái. Dạ vâng, cảm ơn Trường Giang, cũng xin được kính chào quý khán giả của đài SBTN. Khi mà Trường Giang trình hỏi đó là làm cách nào để cho giới trẻ họ tham gia nhiều vào đấu tranh. Có lẽ là nếu mà mình đi ngược lại một chút xíu đó, mình nhìn thấy rõ một cái điều đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi bày cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa, cũng như là những cái điều mà tồi tệ nhất mà đối với xã hội Việt Nam bây giờ đó là giới trẻ họ nhìn thấy rất rõ. Mà muốn có giới trẻ mà để tham gia cuộc đấu tranh này đó thì họ phải làm sao cho phù hợp với họ. Họ mặc dù là họ có lòng tranh đấu đó, nhưng mà cái cách tranh đấu của họ đó làm sao để bảo vệ chính cho bản thân họ và kẻ gia đình họ. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải làm cách nào để có thể thu hút được giới trẻ. Và khi mà mình nói đến chuyện là làm cách nào để thu hút giới trẻ thì mình phải nói là rõ ràng là mình không có cái gì hết ngoại trừ cái chuyện đấu tranh bất bình đẳng. Tức là mình đem tiếng nói của mình phơi bày cho tất cả các người ở trong nước cũng như ở ngoài nước và cả thế giới biết được rằng nhà công việc Cộng sản Việt Nam bây giờ Cộng sản độc tài, không có sự tự dân dân chủ. Mình muốn cho giới trẻ tham gia thì làm cái đường lối, cái cuộc đấu tranh nó phải phù hợp với giới trẻ mà họ có thể an toàn. Đa số là người dân ở trong nước, nhất là giới trẻ, họ nhìn thấy nhưng họ chưa dám lên tiếng. Thì cái cách mà mình muốn làm sao đó để truyền đạt lại cho giới trẻ họ hiểu đó là mình đấu tranh đây không phải vì quyền lợi một người, một đảng phái hay một tổ chức nào, mà đấu tranh đây cho toàn dân tộc chúng ta. Chứ không phải là cái thứ đó. Cách đấu tranh chúng ta phải nhẹ nhàng làm sao để phù hợp với giới trẻ thì họ sẽ tham gia. Thưa quý vị, đó là một cách hay là đấu tranh bắt bạo động. Quý vị, nhất là những bạn trẻ, nếu quý vị đã theo dõi tin tức trên toàn thế giới, quý vị đã thấy rồi đó. Không có một đất nước nào độc tài chuyên chế mà có thể đưa đất nước càng mạnh lên được. Cho nên là cái việc mà đa nguyên đa đảng là việc nó sẽ xảy ra. Có thể là quý vị sẽ có một cách nào khác hơn để cho làm cho đất nước mình càng giàu, càng mạnh và càng tân tiến hơn. Nhưng mà việc đa nguyên đa đảng là việc cần thiết nhất hiện nay. Thì một lần nữa, Trường Giang tường thuật cho đài SBTN từ thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Trường Giang và cảm ơn quý khán thính giả của đài SBTN.